Nha, hôm nay thì mình sẽ vào đây anh em ơi, mình sẽ chơi game đó là bài tiến lên nha. Thôi bài tiến lên này nó không hay đâu. Chơi bài long hộ, bài tiến lên đi nha. Chơi bài tiến lên đi. Các bạn chơi bài tiến lên thì các bạn nhớ một điều rằng này, game nó không hề dễ thắng. Chơi ấy, thì đừng có bao giờ anh em nghĩ anh em luôn thắng cả, đéo có chuyện nó đâu nha. Chơi thì anh em xác định từ đầu là ăn non thôi, ăn này ăn non thôi. Ăn này ăn nhỏ nhỏ thôi. Đừng bao giờ tham ăn to anh em ơi. Đừng có bao giờ tham ăn to. Bởi vì anh em tham ăn to là anh em ra đảo ngay à. Đéo có chuyện anh em về bờ đâu, nhớ điều đó cho mình nha anh em. Thôi mình đợi cái bảng này mình chơi luôn đi. Để biết ván này nó có cho mình win hay không chứ. Tuy nhiên nó cho win thì ngon không ngon chứ. Chơi mà, ai mà chả win ai chả vui đúng không? Thằng đéo nào nhiều tiền vậy? Mình là thằng ít tiền nhất luôn đấy. Để biết cái ván này nó như thế nào đây. 3, 4, 5. Bài xấu vậy. 4 này. Mình sẽ đánh 4 nha. Mười đi nha. Bài ván này khó đánh ấy. Đéo phải dễ đâu. Thôi đánh hai luôn đi. Mình đánh liều nha anh em. Mình đánh liều nha. Nói mình đánh liều mà. Một đã ăn được nó, hai là đéo ăn được nó thôi. Đơn giản như vậy thôi anh em. Nó có ai chịu thôi. Mình nó nói mình đánh liều mà. Quả ấy mà lò nó con 7 ấy. Sau đó thì đẹp anh em. Đánh đen đứng 3 nó 6 ấy. Sau đó 10 PK. Nhưng mà con game này nó đéo đánh được như vậy anh em à. Vì sao mình lại nói đéo đánh được như vậy? Bị đánh kiểu như vậy anh em rất dễ bị toang ấy. Vì sao? Bởi vì lỡ trong trường hợp nó soi hay gì đó ấy. Hay là trong trường hợp mà kiểu như là giữ nhiều con quá, một con này mất bao nhiêu tiền anh em biết không? Một con này anh em mất tầm đó là 50 ngàn. Em giữ nhiều quá ăn sợ chứ. Thà là anh em không về được hay là anh em ăn to, liều ăn to còn hơn là anh em đánh nguy hiểm mà thành ra đéo về được, thành ra anh em ăn nhỏ ấy, hoặc là anh em thua rất to. Đéo được như vậy đâu anh em, chơi được có 3 trận như vậy. Chơi như vậy anh em toang ngay đấy. Chơi cứ từ từ lên thôi, đéo vội. Ôi rồi thua 50 ngàn. Thua 50 ngàn là đỡ rồi. 33 này, 33 có lại đéo. Ôi rồi con 7 mà ra con 9 thì có phải đẹp không anh em nha. Con quế này con 4 mà ra con 9 hoặc con 6 thì đẹp anh em nha. Là bài mình 7 tâm 9 Ryuka quy cả át. Trời ơi. Về luôn đấy. Đánh con 2 là về luôn đấy, đúng không? Đó chỉ là nếu thôi anh em, nếu thôi. Nếu thôi anh em. Vãi, nó đánh con 7 thì chịu rồi. À, vẫn đánh con lòn là con 8 này. Hên đấy. Hên đấy anh em ạ, quá quá hên luôn đấy. Bởi vì là trong trường hợp đó thì mình nói thật với anh em chứ. Hồi đó mình nghĩ là không theo đâu. Cho nó đi. À, sao đó pha đó mình không đánh hai luôn nhỉ? Ngu nhỉ? Không sao. Cứ đánh từ từ đi. Tính là đéo có đứa nào có thông đúng không? Mình sợ lúc này là sợ nó có thông thôi. Nó đánh 10 GK thôi, mình nhịn. Đánh từ 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 thôi anh em, đéo vội. Nó đánh con thấp thấp này đẹp. G mình sẽ đánh G thôi. Đơn giản như vậy thôi anh em. Nó ra là đánh 2 thôi, đó biết ngay mà. Sau đó mình 7 thì át là mình về thôi đó. Đánh rồi bình tĩnh như vậy mới về được anh em. Đúng không? Á đôi á đấy, chắc chắn nó đéo có rồi. Chắc chắn điều đó luôn rồi. Đôi ca bây giờ sợ đôi ca, nó thằng này có đôi ca rồi. Đôi ca đéo có đâu bởi 10 GQK nó ra này mà. Có đéo đâu nữa. Thành ra mình về thôi, chứ có ai về nữa. Đó, anh em thấy giờ giữ bình tĩnh mới về được. Đấy. Bởi đánh 4 người mà anh em. Đánh 4 người dễ tính bài. Chứ còn đánh một người là khó đánh lắm. Đánh đôi ấy là khó đánh lắm. Đấy, thắng 6 đắp ngàn này. Mỗi ngày mình cần thắng vài mê thôi anh em, đéo còn thắng nhiều đâu. Má nó kìa. Nó đuổi mình luôn anh em. Chịu. Đánh hay quá mà nên nó đuổi là đúng rồi. Đây này, đợi cái ván cái bài này. Bởi cái thằng này sắp xong rồi, mấy cái thằng này sắp xong rồi.
thì mình sẽ đợi luôn thôi. Rồi hết rồi ạ, mày đến lượt mình nào, mình thắng cái nào. Ôi rồi nó ra luôn anh em ạ, nó ra luôn, chịu. Ôi rồi bài xấu quá nè anh em, kìa bài này, bài tức chưa này, 3 4 5 ở đôi 4 đôi 5 đôi 1 4 6 đôi 7, sao không có nốt đôi 6 này, có phải đẹp không anh em nhỉ, là đôi 3 đôi 4 đôi 5 đôi 6 đôi 7 luôn đấy. À cày thế nhỉ, sáu rồi những gì đi. Hai luôn đi. Cho ván bài ván này đéo về được, mình sẽ đánh theo cách chảy con thôi anh em. Chảy được con gì hay con đó, thằng này có thông này. Tao có luôn à. Chịu rồi. Đánh con cao kìa, không nó về kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ đánh ra hết đi, sau đó đánh đôi 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 6, sau đó mình đánh đôi 7, mày nếu có tao đánh 4 5 6 đôi 9 về. Chịu rồi. Đôi nào. Đôi 10 thì chịu rồi. Chịu. Chịu thật đấy. Đôi 10 đấy án đấy, mình chịu. Coi đéo đánh game này, nó đéo anh em bài này. Anh em bài Long hộ đi nha. Nói chung đánh game bài này mình cảm nhận đéo hết, mình sẽ ra đánh con game khá đơn giản như vậy thôi anh em. Anh em Long hộ này vì sao mình lại ít khi đánh, bởi vì là nó hên xui nhiều quá. Chứ đánh con game tính này mình nam thì mình nhiều khi mình vẫn gọi có gọi là biết tính bài, nhưng mà nhiều khi nó ba người khó tính anh em. Cái biết nhất là một lần nhiều người thì đéo sợ, cho ba người thì ít quá kiểu đéo biết nói xử con gì em ơi. Rồi bài đéo được thì mình sẽ là chơi bài poker thôi, đơn giản như vậy thôi nhỉ. Chơi mà ai chẳng một thắng, sổi ôi ngon này. Ừ. Thì ra đánh con game kia phạt cái thắng luôn, thắng 1v6 luôn, máy đạn thật đấy, may đấy anh em. Thắng thế nào anh em ơi, thắng nào, thắng nào. Ui 5 ra 4 chịu. Tính ra hôm nay nè, đối với mình nghĩ là chỉ có con này mà nó hên đối với mình ấy. Thế lúc này đánh con đéo nào mình cũng thua mà anh em, đúng không? Anh có công nhận điều không? Nhưng mà con đéo này bây giờ cũng thua rồi, thua 2 lần liên tiếp rồi. 3 lần luôn anh ạ. Chịu rồi. Chịu. Vì ấy thì chịu. K là ra K anh em ạ. Chịu thật đấy. 6 ra 6. Khóc luôn thật đấy anh em ạ. Khóc luôn đấy. G là rất quy anh em kìa. Chơi thế đéo nào ai chơi lại. Ô hay. Ô hay. Ơ chà. Bọn này chơi căng vậy. Còn 6 mê nữa anh em ạ. Tám mê bảy à. Chịu thật đấy. Chín mê rồi, lại lại chín mê rồi. 10 mê này hòa vốn rồi. Ngon rồi. Ôi giời ơi. Đây rồi 12 mê. Mình nghĩ là có thể nghỉ được đấy đấy anh em. Đây bây giờ hiện tại ấy là mình có thể nghỉ được đấy anh em. Kéo tham là bởi mình một ngày mình kiếm thắng 2 mê thôi mà. Lúc này có lúc mình lên được 11 mê 6 nhưng mà đéo chưa lên nỗi 12 mê. Bây giờ mình lên nỗi rồi thì thôi mình nghĩ là nên nghĩ thôi anh em ạ. Chứ không là tí là để thua lại sao đúng không? Tính ra hôm nay mình đéo hên con Long Hổ đéo hên mà bài tiến lên mình đéo hên. May là nhờ con mini poker ấy, mình bài mini poker ấy. Thành ra mình mới thắng ở nó, thành ra mình mới chung của một câu như thế này anh em này.
chơi game mà đó rất nhiều, quan trọng là game nào hên với anh em thôi. Con game mà đéo hên với anh em thôi, anh em tốt nhất đừng có chơi con game đó nha. Bởi anh càng chơi càng quá cố đấy, nhớ điều đó cho mình nha. Thôi, video này mình túc, bye bye anh em nhé.